Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ngày 17 tháng 9, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, tuyên bố các cuộc giao tranh và xung đột lớn luôn diễn ra trên lãnh thổ Belarus. Ông cũng cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào nước này cũng sẽ là khởi đầu của thế chiến thứ ba. Tổng thống Belarus cho biết, chúng tôi đã trải qua tất cả những điều đó, bởi vì chúng tôi sống ở tâm trấn tại ngã ba của mọi con đường. Điều đó đã xảy ra trong thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai. Ông Alexander Lukashenko cũng nhấn mạnh, lịch sử đang lặp lại, nhưng tôi chỉ muốn cảnh báo các đối thủ của chúng tôi, những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi về vấn đề này. Và những người chưa hiểu điều đó, các người không được làm điều đó sẽ không có lợi cho khu vực châu Âu hay cả hành tinh. Hãy ghi nhớ lời tôi, một cuộc tấn công vào Belarus sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Ông Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Tổng thống Belarus khẳng định, chúng tôi có mọi thứ cần thiết để khiến họ dừng lại suy nghĩ trước khi tiến về phía chúng tôi. Trước đó hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Lukashenko cho rằng những quan ngại về nguy cơ xảy ra thế chiến thứ ba là chính đáng khi Belarus đã củng cố các kế hoạch nhằm chuẩn bị nhiều nhất có thể cho những cuộc đối đầu trong tương lai. Vào tháng 7 năm nay, ông Lukashenko cáo buộc các nước phương Tây nóng lòng kéo Belarus vào cuộc xung đột quân sự. Belarus cũng tuyên bố lực lượng Ukraine và NATO tập trung dọc biên giới quốc gia vốn là đồng minh chủ chốt của Nga. Cảnh báo của ông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine đã làm gia tăng lo ngại toàn cầu rằng cuộc xung đột có thể lan rộng và leo thang ngoài tầm kiểm soát. Đây là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai, và những cảnh báo về việc các bên sử dụng vũ khí hạt nhân đã làm tăng thêm mối lo ngại vào thời điểm các cuộc giao tranh khác cũng đang bùng phát trên thế giới. Belarus là một trong những quốc gia ủng hộ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, khi từng cho Moscow sử dụng lãnh thổ để đưa quân vào nước láng giềng. Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus nhằm giúp đồng minh thân cận đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Trong thời gian qua, Belarus đã liên tục tăng cường quan hệ với Nga. Hai nước đã ký các thỏa thuận mới mà ông Putin cho rằng thể hiện một liên minh thực sự và quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Belarus. Tổng thống Belarus từng tuyên bố khoảng 1/3 quân đội của nước này đã được triển khai đến biên giới Ukraine. Tư lệnh không quân Belarus Andrei Lukianovich cho biết nước này đã triển khai thêm lực lượng phòng không, tên lửa, máy bay và các đơn vị vô tuyến kỹ thuật đến khu vực biên giới với Ukraine. Tướng Lukianovich tiết lộ thêm, trong năm nay, Belarus sẽ tiếp nhận thêm máy bay quân sự từ Nga và Belarus cũng đang nỗ lực tăng cường hệ thống chống máy bay không người lái. Kể từ khi Kiev mở chiến dịch đột kích vào vùng biên giới quốc của Nga hôm 6 tháng 8, Belarus cáo buộc Kiev có những chính sách hùng hăng, khiêu khích, điều động 120.000 quân đến biên giới với Belarus. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời cho rằng những phát ngôn của nhà lãnh đạo Belarus nhằm làm hài lòng Nga. Và thực tế, Kiev không nhận thấy sự gia tăng đáng kể nào của lực lượng quân sự Belarus gần biên giới. Trong một tuyên bố vào sáng ngày 17 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận máy bay không người lái của Ukraine đã bay sâu hàng trăm km vào lãnh thổ Nga để tấn công một căn cứ máy bay ném bom hạng nặng của Moscow. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine đang tìm cách tấn công sân bay quân sự Enzo-1 ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố cảng Saratov. Thông báo chính thức của Điện Kremlin nói rằng không có thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tấn công. Video trên mạng xã hội đã định vị khu vực bị tấn công tại trung tâm thành phố Saratov, cách các địa điểm phóng UAV gần nhất của Ukraine khoảng 750 km. Video cho thấy hình ảnh các vụ nổ và ngọn lửa bốc lên từ khu vực gần căn cứ không quân, các tia lửa phòng không trên trời cùng âm thanh của pháo và súng máy hạng nặng khai hỏa. Một số blogger của Ukraine cho rằng cuộc tấn công hôm 17 tháng 9 nhắm mục tiêu vào các loại đạn dược mới được chuyển đến sân bay Enzo-1, sau đó được Nga sử dụng để phóng vào Ukraine. Trước đó vào chiều ngày 16 tháng 9, một quan sát viên quân sự ở Kiev dẫn các nguồn tin của chính phủ Ukraine cho biết, các quan sát viên đã phát hiện dấu hiệu tên lửa được dỡ xuống căn cứ Enzo-2 một ngày trước cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Nhóm Ukraine Frontline cho biết đây là lô tên lửa hành trình KH-101-55SM mới sản xuất được vận chuyển bằng máy bay chở hàng IL-76MD của Không quân Nga. Nhóm này nói rằng các đám cháy xuất hiện tại sân bay Enzo-2 do tên lửa hành trình hoặc máy bay mới đến sân bay này đã bị một hoặc nhiều UAV của Ukraine bắn trúng. Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel-2 của Liên minh châu Âu EU được công bố vào ngày 14 và 15 tháng 9 cho thấy hai máy bay ném bom siêu thanh TU-22, một máy bay ném bom siêu thanh TU-160,
5 máy bay ném bom Tu-95 và có thể là một máy bay vận tải AN-12 đã xuất hiện trên đường băng tại căn cứ không quân Enzo 2. Enzo 2 là căn cứ không quân lớn, đóng vai trò quan trọng trong năng lực triển khai sức mạnh tầm xa của Nga. Đây cũng là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân ném bom cận vệ 121 Sevastopol và Trung đoàn Không quân ném bom 184. Lần lượt điều khiển máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3 và máy bay Tu-95MS. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm 2022, các phi công và lực lượng mặt đất đồn trú tại căn cứ không quân đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Ukraine, chủ yếu bằng cách phóng tên lửa hành trình tầm xa từ bên ngoài phạm vi phòng không của chính quyền Kiev. Ngoài tên lửa được phóng từ máy bay ném bom tầm xa, Nga còn tấn công các mục tiêu sâu bên trong Ukraine bằng tên lửa đất đối đất, máy bay tấn công thả bom lượn. Ngoài ra, máy bay không người lái cảm tử cũng được phóng đi hầu như hàng đêm. Trước đó ngày 27 tháng 8, máy bay ném bom từ Enzo 2 cùng với máy bay tấn công và các đơn vị mặt đất được huy động từ khắp phía Tây của Nga đã phóng một số lượng tên lửa kỷ lục trong cuộc không kích lớn nhất từ đầu cuộc chiến cho đến nay. Gần 100 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với sự yểm trợ của số lượng tương tự máy bay không người lái cảm tử chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng lưới điện của Ukraine. Nhiều dân thường thương vong và tình trạng mất điện đã được ghi nhận trên khắp Ukraine. Lực lượng quân đội Ukraine cũng đã nhiều lần sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Người đứng đầu công ty nhà nước công nghiệp quốc phòng Ukraine, Uroboronprom, Herman Smetanin cho biết Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tấn công với tầm bắn hơn 1.000 km. Theo quan chức Ukraine, các máy bay không người lái thử nghiệm của Kiev đã tấn công các mục tiêu ở Nga tới tận Cộng hòa Tatarstan, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1.200 km. Ngày 17 tháng 9, lực lượng Hải quân Ukraine cho biết quân đội nước này gần đây đã tập kích tên lửa nhằm vào một kho đạn pháo của Nga nằm gần thành phố Mariupol. Thông cáo trên được cơ quan báo chí thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine đăng tải. Cụ thể, đêm ngày 13 tháng 9, một đơn vị tên lửa thuộc Hải quân Ukraine đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhiều nhà kho của quân đội Nga, nằm tại làng Helipoke, cách thành phố Mariupol khoảng 19 km về phía tây nam. Một số nguồn tin cũng cho biết, cả cơ sở hạ tầng kho chứa và hàng tấn đạn dược mà Nga cất giữ để sử dụng sau này đều đã bị phá hủy trong cuộc tấn công. Xác nhận điều này trong thông cáo của cơ quan báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine viết. Theo những báo cáo được xác nhận, đòn tập kích đã phá hủy hạ tầng kho bãi và hàng tấn đạn dược được đối phương tích trữ để sử dụng trong cuộc giao tranh với quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng hải quân của chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị thuộc các lực lượng khác để tiếp tục đánh bại đối phương trên bộ, trên biển và trên không. Trang quân sự min.in.ua của Ukraine cho biết, vị trí kho đạn ở làng Helipoke nằm cách khu vực tiền tuyến hơn 100 km. Có khả năng hải quân Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Neptune có tầm bắn từ 200 đến 300 km để thực hiện vụ tấn công. Hiện quân đội Nga chưa phản hồi về những thông tin được phía Ukraine công bố. Trước đó, Tư lệnh Hải quân Ukraine Phó Đô đốc Oleksiy Nepapa cho rằng năng lực hải quân của Ukraine sẽ được tăng cường với tàu ngầm từ phương Tây. Ông lập luận rằng việc triển khai tàu ngầm có thể cải thiện vị thế chiến lược của Ukraine trên Biển Đen trong cuộc xung đột với Nga. Ông Nepapa nói, chúng tôi đang suy nghĩ về điều đó. Tàu ngầm là cần thiết đối với chúng tôi. Chúng nên là một phần của Hải quân Ukraine. Người đứng đầu Hải quân Ukraine nói thêm rằng nước này không cần tàu ngầm cỡ lớn vì chúng không có nhiều tác dụng ở Biển Đen. Theo ông, Ukraine có thể triển khai tàu ngầm để hoạt động khắp Biển Đen thay vì chỉ tác chiến hạn chế ở khu vực Odessa như hiện tại. Nếu có tàu ngầm, Ukraine có thể sẽ biến từ một quốc gia ven biển thành một cường quốc hàng hải. Ukraine bước vào cuộc chiến với Nga vào năm 2022 khi Moscow áp đảo ở Biển Đen về cả tiềm lực quân sự, vũ khí. Tuy nhiên, Ukraine đã sử dụng tên lửa và máy bay cũng như xuồng không người lái để chống lại các tàu Nga, làm ảnh hưởng tới năng lực hải quân của nước này. Trước đó khi trả lời Reuters, ông Nepapa cho biết, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của hải quân Ukraine đã gây thiệt hại nặng nề cho căn cứ Sevastopol trên bán đảo Crimea. Tư lệnh hải quân Ukraine cho biết, căn cứ này đã được thành lập trong nhiều thập niên, có thể là hàng thế kỷ, và rõ ràng là Nga đang mất đi căn cứ này. Hầu hết, tàu chiến chủ lực đã bị đối phương Nga di chuyển khỏi căn cứ chính của hạm đội Biển Đen, và các tàu này được đưa đến vùng Novorossiysk, trong khi một số tàu khác được triển khai ở biển Azov.
Hồi tháng 2 năm nay, lực lượng Ukraine cũng tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của hạm đội biển đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột. Ngày 17 tháng 9, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB cho biết các đặc vụ của họ đã phá vỡ một âm mưu đánh bom của gián điệp Ukraine tại tỉnh Severnov. Hãng tin RT dẫn thông cáo từ cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB viết rằng đối tượng bị họ vô hiệu hóa lần này là một nhân viên của cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR đang chuẩn bị thực hiện vụ đánh bom xe nhằm vào nhân sự cấp cao của một tập đoàn quốc phòng Nga tại tỉnh Severnov. Thông cáo của FSB viết, dưới sự chỉ đạo từ tình báo Ukraine, đối tượng trên đã chế tạo thuốc nổ. Tuy nhiên, người này bị chúng tôi vây bắt ở thời điểm lắp đặt quả bom. Đối tượng đã rút súng ra chống trả và bị các đặc vụ FSB vô hiệu hóa. Quả bom do đối tượng trên chế tạo là một thiết bị nổ từ xa, nhằm mục đích đánh bom xe của nhân sự cấp cao cho một tập đoàn quốc phòng Nga. Trong những bức ảnh do RT công bố sau đó, các nhân viên của cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB trong quá trình khám xét nhà kho của mật vụ Ukraine trên đã phát hiện nhiều bình đựng hóa chất và một số linh kiện điện tử cất giấu tại đây.